Nam thanh niên kể hành trình tìm nữ sinh Việt tử vong trong thảm kịch ở Hàn Quốc. Hành trình tìm và đưa nữ sinh Việt tử vong tại Hàn Quốc về với ba mẹ là khoảng thời gian đau đớn của một chàng trai. 14 giờ 15 phút ngày 3 tháng 11, thi thể nữ sinh Đinh Thị Tê đã được đưa về quê nhà Bình Định. Trong vòng tay ba mẹ, người thân và bà con làng xóm, cô gái ấy sẽ không còn cô đơn nữa. Trong đám tang của nữ sinh xấu số, có chàng trai lặng lẽ ngồi nơi góc sân, ánh mắt luôn hướng về phía di ảnh Tê. Chàng trai tên BVM, người đã thay mặt gia đình trong đám tang Tê. Tại Hàn Quốc, trong những ngày xảy ra thảm kịch ở Hàn Quốc, mời tất cả ngược xuôi cùng đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cơ quan chức năng Hàn Quốc hoàn tất thủ tục để Tê được trở về quê nhà sớm nhất. Hôm qua, mời đã đưa Tê về quê nhà ở Việt Nam, đến nơi Tê nằm xuống để thả một bông hoa, một nắm đất lên phần mộ. Cách đây 3 năm, khi cô gái 18 tuổi rời quê Bình Định đi du học tại Hàn Quốc, mờ là người ở bên động viên, hỗ trợ Tê nhanh chóng thích nghi với môi trường sống ở nước ngoài. 3 năm qua, Tê vừa học đại học vừa bán mỹ phẩm online và làm mẫu ảnh để có thu nhập tự trang trải cuộc sống, học tập và gửi tiền về phụ giúp cha mẹ sinh hoạt hàng ngày. Và hành trình 3 năm đó của Tê luôn có mờ cùng bước. Đến tận giờ phút này, khi nhìn di ảnh Tê trên chiếc bàn thờ nghi ngút khói hương, mờ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng Tê đã rẽ hướng đi về thế giới khác. Bằng giọng trầm buồn xen chút mệt mỏi, mờ kể lại 4 ngày đau thương vừa qua. Đêm ngày 29 tháng 10 có lẽ sẽ đi vào ký ức của chàng trai trẻ với nhiều ám ảnh nhất, khi nghe tin Tê tới quận Itaewon ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc vui chơi cùng nhóm bạn, nhưng sau đó do bị xô đẩy nên Tê bị lạc khỏi nhóm, bạn bè từ đó mất liên lạc với Tê, mờ vội vàng đi tìm. Mờ không tin ở mắt mình khi chứng kiến một địa điểm sôi động với những con đường và ngõ hẻm chật hẹp với nhiều quán bar, nhà hàng hai bên giờ tan hoang. Hàng dài người nằm bất tỉnh trên đường, nhiều người đang cố gắng hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân, rồi rất nhiều thi thể được phủ bằng vải màu xanh. Những chiếc xe cấp cứu nối đuôi nhau đi vào con hẻm và cảnh sát yêu cầu mọi người di chuyển để lấy chỗ, cấp cứu cho những người gặp nạn. Mờ chạy tới nhìn mặt từng nạn nhân còn nằm trên đường để tìm Tê, lòng thầm cầu khẩn, đừng thấy Tê trong số đó. Cả một đêm ngược xuôi vừa kiếm tìm vừa liên tục liên lạc với Tê qua số điện thoại cũng như các tài khoản mạng xã hội nhưng không thấy hồi âm, lòng mờ như lửa đốt. Khi bà mẹ Tê điện thoại cho anh với giọng lo lắng vì không thể liên lạc được với con gái, mờ lại cùng những người bạn của Tê chạy đi chạy lại nhiều lần tới bệnh viện, phòng ghim, nơi đặt thi thể nạn nhân để kiếm tìm. Mờ tự trấn an mình rằng không thấy có nghĩa là Tê vẫn bình an. Chiều ngày 30 tháng 10, sau một cuộc gọi, mờ vội tới bệnh viện và đau đớn khi thi thể phía nhà chức trách gọi tới nhận dạng đúng là Tê. Mờ run run gọi điện cho ba mẹ Tê, đúng là em Tê, con xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Khi phía đầu dây bên kia tiếng khóc vỡ òa, thì bên này, nước mắt mờ cũng lặng lẽ rơi. Ba mẹ Tê không thể bay sang Hàn Quốc, nên mờ là người được ủy quyền tiến hành các thủ tục pháp lý để đưa thi thể nữ sinh về quê hương sớm nhất. Chàng trai trẻ tự dặn mình không được ngã quỵ, dù nỗi đau bóp nghẹt trái tim vẫn phải bình tĩnh để thay gia đình lo hậu sự cho Tê. Được sự trợ giúp của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây, mờ đã hoàn tất được giấy tờ để có thể đưa thi thể Tê về quê như ý nguyện của ba mẹ Tê. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tới viếng và chia buồn. Rất nhiều du học sinh Việt Nam và người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc cũng đem theo đóa cúc trắng tới chia tay Tê. Lần cuối, nhiều bạn du học sinh Việt khi tới viếng chia sẻ họ vô cùng bàng hoàng và sốc khi nhận tin Tê qua đời. Các bạn khuyên nhau luôn chú ý an toàn và đừng chủ quan trong các sự việc có nguy cơ tập trung đông người. Do ý nguyện của ba mẹ Tê muốn nhận thi thể con gái nên việc hoàn tất giấy tờ, hồ sơ phải tiến hành gấp rút và nhanh chóng. Chiều mùng 2 tháng 11, linh cữu của Tê được đưa ra sân bay để làm thủ tục về Việt Nam. Trên đường ra sân bay, rồi gần 5 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, mời nhắc mình phải mạnh mẽ để Tê về nhà không vướng bận điều chi. Sáng mùng 4 tháng 11, máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, mời nhận linh cữu Tê để đưa lên ô tô, tiếp tục hành trình hơn 600 km về quê hương Tê. Sau khi cùng gia đình đưa Tê vào nhà, mời lặng lẽ ngồi ở góc sân. 5 ngày qua, mờ hầu như không ngủ, phần vì lo lắng làm sao hoàn tất giấy tờ, thủ tục nhanh nhất để đưa Tê về nhà, phần vì nỗi đau chẳng thể tỏ bày. Mờ sẽ ở lại cùng gia đình tiễn Tê nốt đoạn đường về với đất mẹ, ngày 7 tháng 11 sẽ trở lại Hàn Quốc lo mọi thủ tục pháp lý cho em Tê và tiếp tục làm việc, phấn đấu mà không có Tê bên cạnh.